Xin chào các em. Trong cái chương biến dị này bao gồm có hai phần, đó là biến dị di truyền và biến dị không di truyền. Phần biến dị di truyền, cô và các em đã tìm hiểu qua các cái bài trước. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại, đó chính là biến dị không di truyền và nó là thường biến. Bài 25, thường biến. Trong bài này có các nội dung sau. Phần thứ nhất là sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường. Phần thứ hai là mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Và phần thứ ba là mức phản ứng. Muốn tìm hiểu một nội dung mới thì đầu tiên chúng ta phải biết được cái khái niệm của nó thông qua phần một nhỏ. Trong thực tiễn thì người ta hay gặp một số cái hiện tượng. Đó là cùng một kiểu gen, nó sẽ cho ra nhiều cái kiểu hình khác nhau khi sống ở trong các cái môi trường như là đất, đá, nước, không khí, thức ăn và cái điều kiện chăm sóc khác nhau. Chúng ta quan sát một số cái ví dụ như là cây rau mát. Sống ở trong nước thì nó sẽ có lá là hình bảng dài. Khi sống ở trên mặt nước thì nó sẽ có lá hình mác và phiến lá của nó sẽ rộng hơn. Đối với những cây mà sống ở trong không khí á, những cái cây này có nghĩa là nó sẽ sống ở trên cạn nhưng mà phần thân với phần lá của nó lại nhô ra khỏi không khí. Thì lá của nó hình mác và phiến lá của nó nhỏ hơn so với những cây mà nó được trồng ở trên mặt nước. Thì từ những cái ví dụ ở trên cái môi trường này thì chúng ta thấy được là cái cây rau mát này, cái lá mọc ở các cái môi trường khác nhau thì nó sẽ có hình dạng khác nhau. Tương tự với cây rau mát là cây dừa nước. Thân mọc ở trên bờ thì nó sẽ có thân nhỏ và chắc, lá của nó nhỏ. Thân mọc ở ven bờ thì thân và lá của nó sẽ lớn hơn. Thân mọc trải dài ở trên mặt nước thì thân, lá của nó lớn. Rễ của nó sẽ biến thành phao để giúp cho nó nâng lên khỏi mặt nước. Chúng ta có nhận xét là cây rau dừa nước này sống ở trong các môi trường khác nhau cũng có hình dạng khác nhau. Một ví dụ tiếp theo đó là củ su hào. Thì cùng thuộc một cái giống su hào thuần chủng, có nghĩa là nó đang cùng kiểu gen á. Nhưng mà những cái cây nó được trồng ở cái luống mà bón phân nè, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh đúng quy định, đúng cái quy trình kỹ thuật thì nó sẽ cho ra củ củ to. Còn đối với những cây mà trồng sai cái quy trình kỹ thuật thì nó sẽ cho ra củ củ nhỏ. Cái củ su hào này nó sẽ phụ thuộc vào cái sự chăm sóc theo cái quy trình kỹ thuật. Các em thấy là cùng một giống su hào có nghĩa là đang cùng một cái kiểu gen. Tuy nhiên, về cái kiểu hình của hai cái củ su hào này các em thấy nó giống nhau hay khác nhau? Nó khác nhau. Hai cái củ su hào này cùng kiểu gen nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái sự chăm sóc hay nó còn gọi là phụ thuộc vào cái môi trường sống của nó nữa. Sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, đó chính là kiểu gen và môi trường. Trong các cái yếu tố đó thì yếu tố nào được xem như là không biến đổi? Hai yếu tố là kiểu gen và môi trường thì kiểu gen nó sẽ không biến đổi mà chỉ có môi trường biến đổi thôi, môi trường nó sẽ thay đổi. Khái niệm thường biến là những biến đổi về kiểu hình nó sẽ phát sinh ở trong đời sống của cá thể và dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Các em ghi phần này vào trong tập. Vậy thì thường biến nó sẽ có những cái đặc điểm nào? Cô và các em sẽ tìm hiểu thông qua phần 2 nhỏ, đó là đặc điểm của thường biến. Thường biến nó sẽ có những đặc điểm như là biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định tương ứng với điều kiện của ngoại cảnh. Như chúng ta mới tìm hiểu, thường biến là do môi trường tác động,
mà môi trường tác động không thể nào tác động đến một hoặc là hai cá thể, mà nó sẽ tác động đến một cái diện rộng toàn bộ những cái cá thể sống ở trong môi trường đó. Ví dụ những cây su hào, nếu mà cô trồng đúng quy trình kỹ thuật thì toàn bộ những cái cây này nó sẽ cho ra củ to, có nghĩa là theo một cái hướng xác định của cô là củ to cả. Còn nếu mà những cái luống cây mà trồng không đúng quy trình kỹ thuật thì cái cây này nó sẽ theo một cái hướng xác định, đó là cho ra củ củ nhỏ, tùy thuộc vào cái điều kiện mà cô chăm sóc. Hoặc là các em nhìn ở trên cái hình này, các em thấy đây là hình ảnh của cây bèo. Nếu mà sống ở môi trường trong nước thì phần thân của nó sẽ phình to ra giúp nó nổi lên trên mặt nước. Còn nếu mà sống ở trong môi trường ở trên cạn thì phần thân của nó không có sự biến đổi này. Đây là một cái ví dụ về thường biến. Các em biết là hầu hết các cái loài cẩm tú cầu á, nó sẽ cho hoa màu trắng. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi màu sắc của nó. Tại vì màu sắc của hoa nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ pH của đất. Nếu mà đất có độ pH nhỏ hơn 7 thì nó được gọi là đất chua đúng không? Thì nó sẽ cho ra hoa màu lam. Nếu mà đất có độ pH bằng 7, nó sẽ cho ra hoa màu trắng sữa. Còn nếu mà đất có độ pH lớn hơn 7, có nghĩa là đất kiềm á, thì nó sẽ cho ra hoa màu hồng hoặc là hoa màu tím. Nên dựa vào những cái đặc điểm này, chúng ta có thể điều chỉnh được cái màu sắc của hoa thông qua cái việc điều chỉnh cái độ pH của đất trồng. Nếu mà cô muốn cho hoa màu lam thì vào mùa hè hoặc là vào mùa thu á, cô sẽ bón cái dung dịch là clorosắt, hoặc là có thể chôn một vài cái cây đinh vào cái gốc cây, hoặc là có thể trộn vào đất một ít cloro nhôm hoặc là cloro magie. Còn nếu mà cô muốn hoa có màu hồng hoặc là màu tím á, thì cô sẽ chôn vào đó một ít vôi, hoặc là bón vào đó một ít vôi vôi bột. Đây là hình ảnh của hoa anh thảo. Thì hoa anh thảo này nó cũng là một dạng của thường biến, có nghĩa là màu sắc của hoa nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ, và nó thay đổi như thế nào thì lát nữa cô và các em sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đặc điểm của thường biến nó sẽ biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định tương ứng với điều kiện của ngoại cảnh. Và thường biến là những biến đổi về kiểu hình thôi. Nó không có biến đổi về kiểu gen, do đó nó sẽ không di truyền được. Chúng ta ghi phần này vào trong tập. Vậy thì thường biến nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sinh vật? Cô và các em sẽ tìm hiểu phần 3 nhỏ. Ý nghĩa của thường biến. Cùng là một chú cáo, nhưng mà nếu vào môi trường mùa mùa đông thì cái lông của con cáo này nó sẽ biến đổi tạo thành màu trắng. Còn vào mùa hè thì lông của nó là màu nâu như thế này. Màu sắc của nó biến đổi để giúp nó lẩn trốn kẻ thù. Hoặc là một cái ví dụ rất là thường gặp, đó là con tắc kè. Tùy vào cái môi trường sống xung quanh của nó mà hình dạng của nó hoặc là cái màu sắc của nó sẽ thay đổi. Vậy thì ý nghĩa của thường biến là nhờ có thường biến mà cơ thể sinh vật nó sẽ thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống. Do đó, thường biến luôn luôn có lợi đối với sinh vật. Nó giúp cho sinh vật thích nghi được. Hai là mã, mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Các em hãy quan sát cái ví dụ sau. Cô cho B là hoa anh thảo có màu đỏ. Kiểu gen A lớn A nhỏ lai với nhau. F1 cô thu được A lớn A lớn, 2 A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Vì hoa màu đỏ là tính tràn trội, do đó chỉ cần có A lớn thì nó sẽ cho ra hoa màu đỏ thôi. Tuy nhiên, đối với cái cây A lớn này, cô thay đổi về nhiệt độ. Nếu ở 20 độ C thì nó vẫn cho ra hoa màu đỏ, nhưng mà cô tăng nhiệt độ lên 35 độ C thì nó cho ra hoa màu trắng. Còn cái cây A nhỏ này, dù ở nhiệt độ 20 độ C hay là 35 độ C thì nó vẫn cho ra hoa màu trắng. Đối với cây A lớn
ở nhiệt độ 35 độ C, nhưng mà khi mà cô giảm nhiệt độ của nó thì nó cho ra hoa màu đỏ. Đây là một điều bất ngờ đúng không nào? Vậy thì các em thấy được là bố mẹ có phải là cho con cái kiểu hình không? Không, bố mẹ màu đỏ không phải là lúc nào cũng cho con kiểu hình, mà bố mẹ chỉ cho con kiểu gen thôi. Cái kiểu hình như thế nào là do cái kiểu gen nó sẽ phản ứng với môi trường và nó sẽ tạo ra cái kiểu hình đó. Bố mẹ không truyền cho con một cái tính trạng sẵn mà truyền cho con cái kiểu gen quy định cái cách phản ứng trước môi trường. Cùng một cái giống su hào, có nghĩa là cùng cái kiểu gen. Khi mà cô gieo trồng thì nó sẽ chịu tác động của môi trường. Nếu mà trồng đúng quy trình kỹ thuật thì sẽ cho ra củ to, còn không đúng quy trình kỹ thuật thì sẽ cho ra củ củ nhỏ. Củ to hay là củ nhỏ, đó chính là kiểu hình của cái cây su hào đó. Vậy thì nó sẽ có mối quan hệ như thế nào? Kiểu gen nó nhờ sự tác động của môi trường nó sẽ biểu hiện ra kiểu hình. Hoặc là chúng ta sẽ nói là kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Các em ghi phần này vào trong tập. Một cái ví dụ khác là giống lúa nếp cẩm. Dù cô trồng ở miền núi hay là trồng ở đồng bằng, có nghĩa là đây là hai cái môi trường khác nhau á, nhưng mà nó đều cho cái hạt là bầu tròn và có màu đỏ. Thì các em thấy đây là cái chất lượng của cái hạt lúa nếp cẩm này, và cái tính trạng này nó chỉ phụ thuộc vào kiểu gen, nó ít phụ thuộc hoặc là không phụ thuộc vào môi trường. Một cái ví dụ khác là lợn ỉ Nam Định. Dù nuôi ở các môi trường khác nhau nhưng mà lông của nó vẫn đen và thịt của nó vẫn thơm ngon. Thì đây là một cái tính trạng mà nó chỉ phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không phụ thuộc vào môi trường hoặc là phụ thuộc ít vào môi trường. Nó chính là tính trạng về chất lượng. Đây là một cái giống lúa. Nếu mà cô trồng đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc tốt, bón phân, tưới nước thì nó sẽ cho ra số hạt ở trên cây nhiều. Còn đối với một số cây cô không chăm sóc thì nó sẽ cho ra số hạt rất là ít. Hoặc là lượng sữa của một con bò thì nó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cái cách mà chúng ta chăm sóc, hay nó còn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường. Đây được gọi là tính trạng về số lượng. Ta có hai loại tính trạng, đó là tính trạng chất lượng và tính trạng số lượng. Cái tính trạng chất lượng nó phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen. Ví dụ như là độ thơm ngon của một loại thịt nào đó, hoặc là độ thơm ngon của sữa, hoặc là độ dẻo của hạt nếp thì nó là tính trạng chất lượng và nó chỉ phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen. Còn cái tính trạng số lượng, ví dụ như là số hạt lúa ở trên cây, hoặc là số trứng do một con vịt đẻ ra, hoặc là số lượng quả ở trên một cây nào đó có thể cân đo đong đếm được, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường nhiều hơn. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Phần thứ ba là mức phản ứng. Cùng một cái giống lúa DR2, nếu mà cô chăm sóc bình thường thì nó sẽ cho năng suất là 4,5 cho đến 5 tấn trên một hecta trong một vụ. Còn nếu cô chăm sóc tốt nhất thì nó sẽ cho cái năng suất là 8 tấn trên một hecta trong một vụ. Vậy thì sự sai khác giữa năng suất bình quân là cái năng suất mà 4,5 cho tới 5 tấn á, với lại năng suất tối đa của giống lúa DR2 là do nguyên nhân nào? Do môi trường, do cách mà cô chăm sóc, một cách là cô chăm sóc bình thường, một cách là cô chăm sóc tốt. Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do gen hay là do cái điều kiện chăm sóc quy định? Có nghĩa là khi mà cô chăm sóc tốt hơn nữa thì cái giống lúa này nó có khi nào tăng lên tới 15 tấn trên một hectare không? Tất nhiên là không rồi, tại vì cái giới hạn năng suất
của một cái giống lúa này nó sẽ do cái kiểu gen quy định. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen hoặc chỉ một gen hay là một nhóm gen trước cái môi trường khác nhau. Các em ghi phần này. Đặc điểm của mức phản ứng. Các em hãy quan sát cái bảng sau. Các cái đối tượng nghiên cứu. Nếu mà lợn ỷ nam định 10 tháng tuổi, cô chăm sóc tốt thì năng suất của nó sẽ nhỏ hơn 50 kg. Nhưng mà lợn đại bạch 10 tháng tuổi thì nó sẽ có năng suất là 185 kg. Các em thấy là nó không phụ thuộc vào môi trường nữa, tại vì môi trường của cô là đều chăm sóc tốt nhất rồi, mà nó sẽ phụ thuộc vào vào kiểu gen. Đối với thực vật, giống lúa DT10, nó sẽ cho năng suất là 13,5 tấn trên 1 hectare trong một vụ. Còn giống lúa tám thơm đột biến, nó chỉ cho năng suất là 5,5 tấn trên 1 hectare trong một vụ thôi. Chúng ta khẳng định được là cái mức phản ứng nó do kiểu gen quy định. Mà do kiểu gen quy định thì nó sẽ di truyền lại cho thế hệ sau. Khi mà chúng ta biết được cái giới hạn thường biến của một kiểu gen nào đó rồi, thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp kỹ thuật phù hợp và hiệu quả đối với cái sinh vật đó. Các em hãy ghi cái phần này vào trong tập. Chúng ta củng cố lại cái phần kiến thức mà chúng ta đã học ngày hôm nay. Thì thường biến là những biến đổi về kiểu hình do tác động của môi trường. Về tính chất của nó sẽ biểu hiện đồng loạt theo một cái hướng xác định nào đó và nó sẽ không di truyền. Về mối quan hệ, kiểu hình nó là sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Có hai loại tính trạng, đó là tính trạng chất lượng và tính trạng số lượng. Tính trạng chất lượng là do kiểu gen quy định, còn tính trạng số lượng là do môi trường quy định. Phần thứ ba đó chính là mức phản ứng. Mức phản ứng là một cái giới hạn thường biến và nó sẽ do kiểu gen quy định. Vì do kiểu gen quy định, do đó nó sẽ di truyền được. Phân biệt thường biến và đột biến. Thì đột biến là những cái biến đổi về cơ sở vật chất di truyền như là ADN hay là nhiễm sắc thể dẫn đến thay đổi về kiểu hình. Còn thường biến là những biến đổi về kiểu hình nhưng mà không làm biến đổi về kiểu gen. Đột biến sẽ di truyền được, còn thường biến nó chỉ là biến đổi kiểu hình không liên quan tới kiểu gen, do đó nó sẽ không di truyền. Đột biến nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ, không định hướng. Thường biến là do môi trường tác động, do đó nó sẽ xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định và tương ứng với điều kiện của môi trường. Đột biến thì thường có hại cho sinh vật, còn thường biến thì có lợi cho sinh vật. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.